Nào, bắt đầu rồi đấy nha. Nào, xin chào tất cả các anh chị em, xin chào tất cả mọi người đang xem video nha. Nào, đây là Hoàng Gia Bảo. Nào, Hoàng Gia Bảo, xin chào mọi người nào. Rồi, tiếp theo là cái gì? Bạn Minh Quân à? Rồi, bạn Minh Quân. Rồi, thành viên tiếp theo là bạn Phạm Hương Trà, là chủ bắt cá. Nào, xin chào mọi người đi nào. Rồi, tiếp theo là bạn Thị Phượng, là bạn trưởng ban bắt ốc. Đây nào, các bạn đang đắp đập. Đang đắp đập đây nha. Nào, tiếp theo là bạn Phạm Nguyên Sương. Đây là thành viên ở tận Hà Nội lên nhá. Nào, Phạm Nguyên Sương xin chào mọi người nào. Đâu Phạm Nguyên Sương đâu? Phạm Nguyên Sương đâu ấy nhỉ? Đâu đây má. Xin chào khán giả cái nào, Phạm Nguyên Sương. Quay mặt về đây chứ. Hello, xin chào. Nào, Phạm Thanh Thế. Phạm Thanh Thế đang... đang mải bơi. Nào, Phạm Thanh Thế, đây là trưởng nhóm quản lý của đội thiếu niên mùa hè của xóm nhá. Đây, Phạm Thanh Thế, xin chào mọi người đã nào. Hello, Phạm Thanh Thế, xin chào nào. Hello, hello, ok. Nào, bây giờ là các bạn sẽ chơi trượt nước nhá. Bây giờ là các bạn chơi trượt nước. Dạ. Sau khi đắp đập xong, bây giờ các bạn sẽ chơi trượt. Rất là vui. Nào, trượt đi, trượt đi. Ok, trượt đi. Đâu, phao đâu, nối đuôi đi. nối đuôi nào. Xuống đây, rất là vui, nào. Nào, xuống đây, chơi rồi, ok, nào. Ôi dồi, bảo nằm thả lỏng lên, ok. Nào, Phạm Hương Trà chưa đi, phao, nằm lên phao. Bảo, nằm lên phao, nằm ngửa lên phao. Bao lên phao, Bảo. Phao đây này, nằm ngửa lên trôi xuống. Chơi đi, nối đôi đoàn tàu đi. Nào, chơi đi. Ở bản chỉ có thể là ra suối. Xuống đi. Ấy giờ Hoàng Gia Bảo. Xuống đi, bà Đi Phượng, Phạm Nguyên Sương chuẩn bị xuống. Nào, chuẩn bị chơi. Rồi, chơi nhanh quá. Rồi. Đúng rồi, ối rồi, đàn tàu ối rồi. Hôm nay nước ít rồi, không trôi mấy. Này. Đây, ngồi lên, chạy xuống, bắt đi. Ngồi lên, nằm ngửa lên. Thôi chờ đi. Chơi đi. Hai người hơi nặng. Ra chỗ sâu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bảo. Ơi, cảm ơn cha đâu rồi. À, em chào đi làm sao ở mồm giờ. Cái răng ạ. Đấy, chả cái răng này kìa. Đối phong bơi thì giờ ra này kìa. Lấy đá ra xong rồi. Đá ra. Đá ra. Đá ra. Đá ra.